đau lưng và đau bụng trước khi đến tháng phải tầm được 3-4 ngày, hoặc là đến lúc mà bị sang một cái thì đau cũng đau lắm. Nếu mà không có thuốc để mà uống ý, thì rất là sợ. Có lần đau quá đi chợ còn ngất, đau quá ngất ở chợ, người ta phải gọi điện cho chồng đến, là lao một phát taxi là vào sản Hà Nội để tiêm một mũi để xong rồi đến lúc mà học được cái này thì gần nhà thì tối đến là vừa ôn bài vừa cầm cái cào gai này thầy ạ, cứ cào cào này, cái vùng này của mình nó bị tắc vòi trứng ở bên trái thì nó mỗi lần nó bị hay đau, nó tức tức cái phần đấy, xong rồi lấy cái dây cái huyệt xung quanh cái tử cung của nó đấy, thế xong rồi nó cứ cào 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 cứ cào đấy, thế là vừa rồi đến ngủ dậy thấy nó bị lúc nào không biết, chả có hiện tượng gì cả, cũng chẳng đau điếc gì hết. Đấy, đấy, cái đấy là cái mà mình nhìn thấy nhất. Thế còn đau dạ dày trước lúc mà đến đây học ấy thì vẫn thỉnh thoảng vẫn bảo hôm nay đau dạ dày không chịu được. Thế là buồn tí là mới dở ra cái dây bên trong cái mũi của mình 16 630 bên trong này nó giảm đau ở dày ấy cô. Thế xong rồi cái mình cứ sáng cái da mình xoa hai cái cát đấy thì cái chỗ vùng này của mình là nội tạng đúng không thầy nhỉ. Thế cứ xoa đây này. Thế xong rồi là cứ lấy cái này dây cái huyệt 630 bên trong này là độ này giảm đau dạ dày. Thế cái mà mình thích nhất là cái mà mỗi tháng bị mà trật tự nào nghe đây. Phải dùng đến thuốc ấy. Không dùng đến thuốc là cháu đau, cháu phải nói là cháu đau ngất luôn, hai trận đau ngất rồi đấy. Thế mà vừa cứ ngồi học bài xong này, dây xung quanh các huyệt tử cung của mình ở trên cái hai cái mũi này, về cái thế này này, xong lấy cái cào ấy thì cháu tắc vào trứng bên trái không? Thì mà mỗi lần đau mà bị là cháu đau tức tức cái vùng bên trái. Còn cái đau bị là ngất là chuyện bình thường. Thế xong lấy cái cào lai, mình cứ cào hai bên như này, xong cào cào như này, xong rồi mình cứ lấy cái huyệt ngồi xem phim thì cứ dây bừa đi này, trên cái vùng mà nó phản chiếu tử cung của mình ấy, thế là cứ lạnh quanh đấy, là tự dưng ngủ dậy thấy có thân đang bị lúc nào không biết, cũng chả có biết sao cả, chả mất tiền thuốc đấy. Thật là uống kháng sinh nhiều là phản tác dụng lắm, cũng không thích đâu đấy, nhưng mà thật sự là cái đấy là nhìn thấy rõ ràng luôn thầy ạ, mấy cả cái đau dạ dày nó giảm rõ ràng luôn. Tận quá, có lãi rồi. Có lãi. Lãi rồi, có lãi rồi.